Chúng ta sẽ cùng vào câu ví dụ đầu tiên về căn bậc 2 của một số phức. Câu đầu tiên này, số nào sau đây là căn bậc 2 của số phức là 3 cộng với 4y? Thì ở đây chúng ta có 4 đáp án để bài cho. Đáp A là 2 cộng với y. Đáp B là 2 trừ đi y. Đáp C là 3 cộng y. Và cuối cùng đáp D là 3 trừ y. Em quan sát đề bài và đáp án xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng phân tích ví dụ số 1. Thì đối với ví dụ số 1, số phức đề bài cho là 3 cộng với 4y và lấy căn bậc 2 của số phức này thì chúng ta sẽ ra được hai giá trị dựa vào những cái lý thuyết mà thầy đã đưa. Vậy thì đối với ví dụ 1 này, chúng ta có tối thiểu một cách làm là như vậy. Cách làm thứ hai, các em có thể bình phương 4 đáp án lên. Thì khi đó đáp án nào bình phương mà trùng với kết quả của đề bài đây ra được là 3 cộng với 4y thì đáp án đó chính là căn bậc 2 của số phức 3 cộng 4y. Và chúng ta chọn đáp án đó, được chưa? Thì đối với cách này thì các em làm áp dụng cho bài thi trắc nghiệm, hiểu chưa? Còn một cách nữa đó là sử dụng máy tính cầm tay. Thì đối với cách này như thầy đã nói rồi, thầy sẽ hướng dẫn các em ở một video khác. Ở video đó thầy sẽ giới thiệu cho các em tổng quát gồm rất nhiều các phương pháp mà các em sử dụng máy tính cầm tay để tìm căn bậc 2 cũng như giải quyết các bài toán trắc nghiệm. Các em hiểu chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm tự luận đối với ví dụ số 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên, chúng ta có z bằng 3 cộng với 4y. 3 cộng 4y. Gọi v kép bằng x cộng y. Nhớ là x y thuộc R nha. Là căn bậc 2 của số phức z. Đúng chưa? Khi đó v kép bình phương sẽ bằng là z. Điều này tương đương x cộng với y tất cả bình phương sẽ bằng 3 cộng với 4y. Đúng chưa? Bằng cách khai triển bình phương một tổng ở vế trái, chúng ta đưa vế trái về dạng đại số của một số phức